Kính thưa quý vị, hôm nay tại California là ngày mùng 5 Tết. Và như quý vị đã xem trên truyền hình Cali Today cũng như báo calitoday.com từ ngày hôm qua, hệ thống truyền thông Cali Today đã đến tham dự tại cái hội Đền Hùng, nơi đó có cuộc tế lễ để tưởng niệm vua Quang Trung và đồng thời cũng tưởng niệm, cũng làm cái lễ kỷ niệm cái chiến thắng lịch sử tại Gò Đống Đa vào mùng 5, đêm mùng 4, rạng mùng 5, cách đây trên 200 năm, thưa quý vị. Và ngày hôm nay, đó, nếu một cái đề tài mà chúng ta không nói đến ngày hôm nay là một thiếu sót lớn, bởi vì cái chiến thắng ngày hôm nay là cái ngày mà chúng ta kỷ niệm cái chiến thắng lịch sử của vua Quang Trung, mà một cuộc chiến thắng mà rất là tầm vóc, và có thể nói rằng người ta nghiên cứu qua đó, người ta nghiên cứu về ngài rất nhiều, từ cái kỹ thuật mà chiến tranh, từ cái vấn đề khả năng logistics là khả năng hậu cần, khả năng vận chuyển, rồi khả năng di động quân, rồi tất cả những cái, thưa quý vị, khả năng mà tiến thần tốc từ từ Huế ra tới Hà Nội để mà tiêu diệt cái ngoại ngoại xâm. Cho nên một cái câu chuyện cũ, một câu chuyện đã trên 200 năm, nhưng mà chúng ta mỗi lần lật lại trang sử cũ, lật lại những cái tích cũ đó, chúng ta bật giật mình tài mức như vậy, trong điều kiện thô sơ như vậy, và động binh như thế nào, di chuyển quân đội như thế nào, lo vật cả đề hậu cần như thế nào, vân vân và vân vân, để quý vị có thể tìm hiểu một cái chiến thắng lịch sử của dân tộc của chúng ta, đồng thời cũng là một cái vị đó, tìm hiểu một vị hoàng đế, một vị tướng có thể nói là rất là tài năng, rất là tài hoa của đất Việt, là vua Quang Trung, để chúng ta có thể ôn lại những cái lịch sử của tổ tiên của mình, những anh hùng của tổ tiên của mình. Chúng tôi hân hạnh một lần nữa gửi đến quý vị câu chuyện với giáo sư Nguyễn Châu. Xin chúc giáo sư năm mới và mời giáo sư. Chào anh Nam và xin kính chào quý khán thính giả. Hôm nay là cái ngày giỗ Đống Đa, Hà Nội thì gọi người Bắc gọi là giỗ Đống Đa. Và ngày hôm nay thì tức nghĩa là hôm qua ở Việt Nam thì cái lễ hội kỷ niệm 226 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa đã diễn ra tại Gò Đống Đa tại Hà Nội, và năm nào cũng vậy, cái hội Đống Đa này rất là tưng bừng và rộn ràng. Thì cách nay 226 năm, vào năm Kỷ Dậu 1789, Gò Đống Đa là một chiến trường đẫm máu giữa quân Việt và quân Tàu của nhà Thanh. Đêm mùng 4, rạng mùng 5 Tết Kỷ Dậu, tức là tối 29, rạng 30 tháng 2 năm 1789, Đại quân Quang Trung do Đô Đốc Long chỉ huy tấn công đồn giặc ở Khương Thượng. Thành bị vây chặt, khí thế quân Việt Nam thì rất mạnh. Thái thú Diễn Châu là Sầm Nghi Đống, biết thế không thể nào chống nổi, liền viết thư đầu hàng và xin vua Quang Trung tha chết cho quân binh của Tàu. Rồi Sầm Nghi Đống lên cái núi Loa, tức là Loa Sơn, gọi là núi Ốc, thắt cổ tự tử. Cái Loa Sơn đó gần Chùa Bộc bây giờ và thuộc khu vực Gò Đống Đa. Thì kể từ thời điểm đó, thời điểm mà Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử tại Gò Đống Đa, thì Gò Đống Đa đã trở thành một di tích lịch sử ghi dấu sự chiến thắng vẻ vang của Việt Nam đối với 20 vạn quân binh nhà Thanh, tức là 200.000 quân xâm lăng. Gò Đống Đa cũng là một chứng tích về sự thảm bại của kẻ thù phương Bắc. Thì kính thưa quý vị, cái Gò Đống Đa là một cái mô đất cao và là một di tích nằm bên đường phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội ngày hôm nay. Thì sau khi tưởng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử, thì đồn Khương Thượng thất thủ, và từ đó Đại quân Tây Sơn đã thừa thắng từ Ngọc Hồi tiến vào thành Thăng Long. Thì tương truyền rằng sau khi mà chiến thắng, vua Quang Trung đã cho thu nhặt các cái xác chết của giặc, bỏ vào 12 cái hố rồng, lấp đất chôn, và người ta đắp thành một những cái gò cao, hồi đó gọi là kình nghê quán. Tất nhiên là cái gò chôn xác kình nghê là hai loài cá dự ngoài biển, một cách gọi để ám chỉ quân xâm lược nhà Thanh.
thì theo truyền thuyết 12 gò này nằm rải rác từ làng Thịnh Quang cho đến làng Nam Đồng, trên các gò cây cối cỏ mọc um tùm cho nên gọi là Đồng Đa. Năm 1851, do mở đường mở chợ, đào xẻ nhiều nơi thấy nhiều hài cốt, lại cho thu vào một hố cao lên nối liền với núi xưa thành một gò thứ ba, tức là gò còn lại hiện nay. Còn 12 gò khác đã bị san bằng đi trong thời gian thực dân Pháp mở rộng thành phố Hà Nội vào năm 1890. Nhưng mà sự thực, trên cái nghiên cứu về địa lý và gọi là chi đó phong thổ, thì có bằng chứng cho thấy rằng gò Đồng Đa là một gò tự nhiên được hình thành từ xưa, cách đây khoảng 4.000 năm, chứ không phải là do xác quân Tàu mà chôn lên thành gò. Thì đó là cái điều. 12 cái hố kia thì có, nhưng mà cái gò thứ 13 này ấy, lại không phải là cái gò do là xác của 12 cái gò kia đưa lên. Thì như thế thì việc binh đao, chúng ta thấy rằng hàng năm đó, cứ vào ngày mùng 5 Tết, nhân dân thường tổ chức hội gọi là hội Đồng Đa để ôn lại những sự kiện lịch sử đã diễn ra tại nơi đây. Đặc biệt họ có tục rước một con rồng lửa, rồi người Hà Nội thì ra khi rước rồng lửa, có những cái thanh niên đóng vai quân binh và tập trận. Sau đám rước rồng lửa là lễ dân hương, lễ đọc văn và cuộc tế diễn ra tại đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Thì trong một cuốn sách tại giáo khoa tiểu học lớp 2, nhà thơ Hằng Phương ở bên Việt Nam đã có ghi như thế này: Đồng Đa xưa bãi chiến trường, ngột ngang xác giặc vùi xương thành gò. Mùng năm Tết trần thắng to, gió reo còn vặn tiếng hò bá quân, nói gương chiến đấu anh hùng, Quang Trung sống mãi trong lòng chúng ta. Thì cái điều này đó, chúng ta thấy rằng mình cũng khó hiểu là tại sao mỗi năm dân Hà Nội vẫn tổ chức kỷ niệm Đồng Đa, tức là một chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt đối với quân xâm lăng nhà Thanh. Nhưng mà cái tinh thần mà chống Trung Cộng hiện nay, nhà nước lại không chấp nhận. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Trong kỳ sau cái trận Đồng Đa đó, thì có một cái điều mà nhiều người đã bàn tới. Thì vì hiện nay đó, thì trên cái khu vực Đồng Đa có một cái đền, một cái miếu gọi là Trung Liệt Miếu. Trên gò Đồng Đa có cái ngôi miếu đó thì gọi là Trung Liệt Miếu. Cái miếu này được xây từ thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, cái ngôi miếu này đã bị hư hại đáng kể và bây giờ chỉ còn cái cổng mà thôi. Nhưng mà người Hà Nội xưa và cái thế hệ khoảng độ chừng 60 tuổi hiện nay đó, thì có biết Trung Liệt Miếu hay Võ Miếu tại Hà Nội là ngôi miếu thờ các tướng sĩ, các quân binh do triều đình vua chúa Việt Nam xây dựng để tôn thờ các danh tướng, các dũng sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu để bảo vệ quốc gia. Trung Liệt Miếu được xây vào năm thứ 6 niên hiệu Chính Hòa, tức nghĩa là năm 1685, tại một khu gần Văn Miếu và nay là con đường Nguyễn Khuyến. Miếu thờ các công thần nhà Lê, đầu tiên là Lê Lai. Tuy nhiên, theo khâm định Việt Sử Thông Giám Cương Mục thì miếu này còn thờ cả Trần Hưng Đạo và cả một số nhân vật người nhà Hán, như là Quân Tử, Tôn Tử, tức nghĩa là những cái danh tướng của Trung Hoa. Từ thế kỷ thứ 19 thì miếu được di dời tới gò Đồng Đa thờ các quan nhà Nguyễn đã hy sinh trong các trận, như là tướng Nguyễn Tri Phương cùng con trai là Nguyễn Lâm, tổng đốc Hoàng Diệu là người đã tự thủ thành Hà Nội, và tướng Trương Quốc Dùng, Đoàn Thọ, Nguyễn Cao, vân vân. Rồi từ năm 1946, tức nghĩa là đến giữa thế kỷ thứ 20, thì người ta thờ luôn cả vua Quang Trung tại Trung Liệt Miếu. Thì cái vấn đề hôm nay á, là chúng ta thấy này, ngoài cái chiến thắng vẻ vang đó,
có một điều mà về phương diện chính trị ngoại giao mà dân gian đang bàn tới nhiều và nhiều người rất là thắc mắc là tại sao sau khi đã đánh tan quân Thanh đã thảm bại, thì vua Quang Trung đã cho lập một cái đền thờ tượng nhà Thanh là Sầm Nghi Đống tại ngay trong khu vực đất đai, tức là trong chu vi của cái Thăng Long Thành. Thì sự chép rằng sau khi quân nhà Thanh đại bại, vua Quang Trung đã cho đưa xác Sầm Nghi Đống trả cho quân nhà Thanh đem về Trung Quốc chôn cất, và còn cho phép Hoa Kiều xây đền thờ Sầm Nghi Đống ngay tại Thăng Long, bây giờ là ở khu vực phố Đào Duy Từ, thành phố Hà Nội. Nhiều người dân Việt Nam thắc mắc tại sao vua Quang Trung lại lập đền thờ tướng giặc Sầm Nghi Đống ở Thăng Long. Cái điều này thì Nam nghĩ sao? Theo Nam thì tại sao mà vua Quang Trung lại lập đền thờ một tướng giặc? Nếu cái này thì em quay lại chút xíu. Trước cái thời vua Quang Trung, trong lịch sử đất nước mình có cái ông Nguyễn Trãi, anh đâu? Tác giả cái cuốn mà tác giả cái Bình Ngô Đại Cáo. Trong đó anh nhớ ông ta có viết kể cái tội của nhà Minh, tội ác của nhà Minh mà cho lấy hết cái lá Trường Sơn ấy, cũng viết trúc rừng không ghi hết tội, không ghi hết tội mà lấy cái nước cả Biển Đông rửa không hết mùi, không sửa không hết mùi, cái tội ác của nhà Minh khủng khiếp như vậy. Nhưng mà khi mà chiến thắng quân Minh sau 10 năm kháng chiến, đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, khỏi bờ cõi của mình, thì cũng cố vấn cho vua Lê Lợi là thiết lập cái ban giao triều cống bên nhà Minh. Để chi đó? Để cầu hòa. Để chi đó? Để giữ cho cái đất nước này được bình an và dân chúng sẽ không có chiến tranh, dân chúng được hưởng đời sống thái bình và thịnh đạt. Cho nên đó là cái kế sách ngoại giao chịu mềm một chút để giữ cái hòa bình trong đất nước. Mà trong cái Bình của Đại Cáo có một câu rất là hay: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân. Cốt ở yên dân. Cái việc quan trọng là để dân này nó yên, nước thì nó thịnh, dân nó no, dân nó có học, dân nó được phát triển, chứ không phải là chôn đất nước này vào trong chiến tranh. Cho cái việc mà để cho đất nước không rơi vào cái chiến tranh với giặc, không đó tự hào về chiến thắng. Cho nên á, cái chuyện đó là một chuyện để giải thích cái phần nào cái truyền thống đó qua cái truyền thống của vua Quang Trung. Nhưng mà cái không phải đó, không phải chỉ cái Việt Nam không. Trong cái định nghĩa của binh pháp Tôn Tử đó, nó có hai cái loại chiến thắng. Một cái chiến thắng đó, như vậy là người ta đặt cái Việt Nam có phải hèn không? Đúng không? Thì quý vị nghe cái phần này đó, quý vị sẽ thấy là Việt Nam không có hèn. Trong cái việc mà chiến thắng nó có hai loại. Một loại chiến thắng bình thường và một loại chiến thắng tuyệt đối. Một chiến thắng bình thường là gì? Là tôi thắng thì anh phải bại, mà anh thắng thì tôi phải bại. Chiến thắng bình thường là một chiến thắng có kẻ thắng và kẻ bại. Nhưng trong cái binh pháp Tôn Tử đó, thì chiến thắng tuyệt đối là gì? Đó kêu là absolute victory is the victory with no loser. Là chiến thắng tuyệt đối là chiến thắng không có kẻ thua. Một chiến thắng mà ngày nay ta gọi là hai bên, ba bên, các bên tham gia đều chiến thắng. Một chiến thắng như vậy, cái chiến thắng như vậy đó không có trả thù. Một chiến thắng như vậy đó, đối phương không có cái bị nhục và không có trả thù. Một chiến thắng đó mới là cái chiến thắng của binh pháp Tôn Tử. Một chiến thắng tuyệt đối, một chiến thắng siêu quần, một đại vĩ đại chiến thắng. Cho nên dân tộc Việt Nam từ cái Nguyễn Trãi cho tới vua Quang Trung đều chọn một cái chiến thắng tuyệt đối, đều chọn chiến thắng siêu quần, được chọn chiến thắng mà không có kẻ chiến bại, để đổi lại một đất nước thịnh trị. Và có lẽ có vị tinh thần đó chúng ta tồn tại cho đến ngày hôm nay, thưa giáo sư. Vâng, thì cái này đó là cũng là nhiều người cũng đã nghĩ giống hệt như là Nam vừa phân tích. Thứ nghe là cái lý do đầu tiên là lý do ngoại giao và thực dụng. Thì vua Quang Trung làm như vậy là vì sự hòa hảo giữa hai nước. Vua Quang Trung từng nghĩ như thế này: chúng là nước lớn gấp 10 nước mình, sau khi bị thua một trận ắt lại làm thèn mà lo mưa bảo thù.
Như thế đó, mà khi mà quân Tào báo thù thì việc binh đao không bao giờ dứt. Không phải là phúc cho dân, nợ nào mà ta làm như vậy được. Đến lúc ấy, chỉ có người khéo lời lẽ mới dẹp được cái việc binh đao. Không phải ngài Ngô Thì Nhầm thì không ai làm được, bởi vì cố vấn của Quang Trung là ông Ngô Thời Nhầm. Chờ 10 năm nữa cho ta được yên ổn mà nuôi dưỡng lực lượng, bây giờ mấy nước giàu quân mạnh thì ta có sợ gì chúng. Vì thế nên phải hòa hảo. Đánh xong rồi Quang Trung còn sang xin phong vương, trong khi ở nước Nam ngài đã xưng là Quang Trung Đại Đế. Âu cũng chỉ vì nó là nước lớn, mình là nước nhỏ. Tất nhiên là nói như Nam nhún mình một chút để mua lấy cái hòa bình cho toàn dân, không có đổ máu. Nhưng ở trong cái việc mà vua Quang Trung tha trả xác Thẩm Nghi Đống và lập một cái đền thờ, còn một vấn đề nữa, đó là tinh thần thượng võ của một vị chân tướng, danh tướng mà chân tướng nữa. Không phải là chiến thắng chém được người ta rồi thì hoan hoan. Và lòng tôn kính sự trung liệt. Bởi vì sao? Chúng ta thấy dựa lại lịch sử Việt Nam thì ngày xưa tướng Trần Hưng Đạo rất nể phục tướng Nguyên Mông là Ngột Lương Hợp Thai. Ngột Lương Hợp Thai là kẻ thù số một, tức nghĩa là cùng ngang hàng, cùng tài năng với Trần Hưng Đạo. Trần Đạo thường lấy Ngôn Lược Hợp Thai làm gương để răn dạy các tướng sĩ của mình. Do đó, danh tướng Trần Hưng Đạo được suy tôn lên hàng thánh, hàng thần, không chỉ vì các chiến công ở ngoài chiến trường đánh bại quân thù, nói như Nam đã chiến thắng tuyệt đối. Ông ta đã thành thần là vì sao? Tinh thần thượng võ của một bậc danh tướng trên chiến trường. Trên chiến trường, các vị tướng của hai bên lâm chiến đều phải chiến đấu hết lòng, hết sức vì bổn phận đối với quốc gia của mình. Nhưng khi một người đã nằm xuống thì đó chỉ là một kẻ đồng loại đáng thương, một người đồng đẳng đáng kính mà thôi. Đó là trong tư tưởng của Nguyễn Trãi, Ngô Thời Nhầm cũng như là Đức Trần Hưng Đạo Vương. Vua Quang Trung đã cảm khái trước khí tiết của người làm tướng. Sầm Nghinh Đổng đã thực hiện đúng nguyên tắc phần làm tướng phải còn mất vậy thành. Nhiệm vụ vua giao không thành thì chỉ còn cái chết để tỏ lòng trung liệt. Tướng Sầm Nghi Đổng thua vua Quang Trung ở ngoài Trần Tuyền, nhưng không thua vua Quang Trung về cái dụng của một bậc tướng. Do đó, vua Quang Trung cho lập đền thờ Sầm Nghi Đổng. Vua Quang Trung đã chứng tỏ lòng tôn kính sự trung liệt của một bậc tướng, chứ không phải là thờ cá nhân của Sầm Nghi Đổng. Cái đoạn này đó, anh Châu, cái đoạn này nó rất là thú vị nè. Cái đoạn này anh Châu nói rất thú vị đó, bởi vì đó, có khi mình ra chiến trường và cạnh tranh lẫn nhau đó, đôi khi mình thắng nhưng mà mình phục sát đất cái người thua. Đó, đúng rồi. Và họ thua trong nhân cách, họ đó. Thua trong cái nhân cách đó. Họ thua trong tài năng, cái dũng của con cái người, dũng của họ khiến cho người ta ngưỡng mộ, phải không em? Thì cho nên ngày xưa đó thì trong cái tinh thần thượng võ đó, ví dụ như họ đánh họ rất xuống ngựa là họ có nhỏ thua rồi, dừng kiếm. Và cái vì mà trong cái truyền Tàu đó là Quan Vân Trường đó là có cái nguyên tắc rõ ràng là không chém người giữa ngựa, rơi xuống ngựa rồi là ông thu kiếm lại, chứ không phải đạp thêm tiếp khác. Không đạp thêm kiếm. Cho nên là có nhiều đứa đó, khi nào sát đánh với Quan Vân Trường á mà khi sắp thua đó thầy yếu rồi cái á, nhảy xuống ngựa thì muốn khỏi chết là nhảy xuống ngựa là không chém nữa. Như vậy đó là cái tinh thần thượng võ. Cho nên tóm lại chúng ta thấy thế này, cái việc lập đền thờ Sầm Nghi Đổng có thể tóm lại trong hai vấn đề, hai lý do. Thứ nhất, Sầm Nghi Đổng thắt cổ chết để không lọt vào tay quân Việt Nam, cho thấy Sầm Nghi Đổng cũng là một người gan dạ, có khí phách, có lòng trung nghĩa, dĩ nhiên là đối với nhà Thanh. Cho nên lập đền thờ xem như là một thứ tôn kính về hành động đúng đắn của một bậc tướng. Còn cái chuyện phải dẫn quân đi xâm lăng thì đó là chuyện bổn phận, thờ vua nào thì phải làm theo cái đó. Cái điểm thứ hai, cái chính là một hình thức giảng hòa, cùng như là một đòn chính trị của vua Quang Trung đối với nhà Thanh. Cho nên chúng ta thấy thế này, nhà vua của chúng ta không những là trí
còn nhân và nghĩa và lễ nữa. Cho nên trong lịch sử người Việt Nam bây giờ, ví dụ như bên nhà đó, vì cái lòng ái quốc thế nào đó, cho nên khi viết sử quên rằng mình là một người viết sử. Bởi vì sự mà viết như thế này, Sâm Nghi Đổng vì quá khiếp sợ đã treo cổ tự tử, thì đấy không phải là ngôn ngữ của sử học. Bởi vì sao? Ông ta treo cổ tự tử, chết không sợ thì còn khiếp cái gì nữa. Cho nên khi cái lòng ái quốc là một cái đức tính, nhưng mà không phải vì lòng ái quốc đó rồi mình chà đạp lên lòng ái quốc của một cái bậc tướng khác. Thì do đó chúng ta thấy rằng khi trở lại với cái lễ hội Gò Đống Đa, nhắc lại cái chiến tích của Võ Quang Trung, chúng ta còn thấy bên cạnh cái tài hành quân, cái võ thuật và kiếm thuật, cũng như là cái thiên tài quân sự, thì chúng ta thấy rằng đây là một người đầy trí, đầy nhân, đầy dũng và cả lễ cả nghĩa nữa. Cái lễ nghĩa này đã thể hiện khi mà vua Quang Trung khi chưa lên ngôi đó đã viết thư mời ông Nguyễn Thiếp. Ông Nguyễn Thiếp ở Nghệ An là một cái danh sĩ, nhưng mà vì ông ta là trong người có bệnh cho nên ông ta rút lui, ông ở lên rừng ông ở. Thì vua Quang Trung đã viết thư. Trong thư nói như thế này: trong lúc tôi là Nguyễn Huệ, lúc đó chưa xưng là vua, chưa có tắm hả? Tôi là Nguyễn Huệ, xưng là tôi là Nguyễn Huệ. Xin rước thầy để về giúp nước, và Nguyễn Huệ này có thầy để mà học. Thì cái thứ đầu tiên, ông kia trả cái bức thư kèm theo nghi lễ đầy đủ, 5 lạng vàng, 1 dải lụa đỏ, tức là nghi lễ để cầu một cái hiện tại. Thì ông kia sắp mâm đó lại và 2 cái vị bộ hình và bộ binh đại diện vua ra, xin trả lại lễ và cái thư gọi là cung kính, nói tôi không đủ tài, không đủ ấy, cái đức của ngài cao như vậy đã chiếu cố đến tôi, đã soi sầu trong cái bóng tối để mà tìm ra người, nhưng tôi thấy tài hèn sức mòn, không đảm đương nổi và không xứng đáng với cái lời mời này. Thì cái bức thư thứ 2 vô quan trọng việc là thế này: tôi không thân hành đến mời thầy, chắc là đã có cái thiếu lễ, nhưng mà vì việc quân binh quá cấp bách cho nên tôi đã nhờ 2 cái người rất là thân tín của tôi đến, thì xin thầy vì đất nước, vì nhân dân mà ra giúp cho. Hay là thầy cứ nghĩ rằng 3 anh em chúng tôi chỉ là cái phường cướp bóc rồi trở nên có cái danh vị mà thầy ái ngại và coi thường chăng? Nếu như vậy thì tội nghiệp cho Huệ này lắm. Đó, trong cái thứ thì một cái vị tướng như vậy mà khi đã cầu hiền là cầu hết sức, cũng giống như ngày xưa mà Lưu Bị mà đến cầu Khổng Minh và 8 cổ Thảo Lư đó. Thì bên này ông còn nói, cũng nhắc lại cái thời xưa thì còn kêu vì vua đức thanh tới, nhưng bây giờ tôi vì quân binh cũng bỏ trai được cho nên không tới được. Thì bức thư thứ 2 ông kia cũng trả lời rất là tử tế, cũng xin nghĩa là tha tội cho cái chuyện là tôi đã hai lần viết thư mà tôi không ra, thì cũng xin ngài đức độ đừng có nghĩ tới cái chuyện mà tôi đã thiếu cái sự hợp tác. Nguyễn Huệ viết bức thư thứ 3 nữa. Wow. Bức thư thứ 3 thì lời lẽ là chi tiết hơn, cứng rắn hơn một chút, nhưng mà vẫn rất là lễ độ. Tôi nghĩ thầy là người có tài năng, có trí tuệ, có thể giúp được dân nước. Trong lúc dân đang khổ quá, giặc Tàu thì nó xâm lăng mà hàng vạn quân, thì bây giờ thầy phải bước ra để cho dân đỡ khổ, và Huệ này có thầy mà học. Thì bức thư thứ 3 đó, không biết có trả lời hay không, nhưng đến khi Nguyễn Huệ hành quân thần tốc vừa ra tới Nghệ An, thì trên đường đi có một cái hương án của La Sơn Phu Tử, bởi vì chữ La Sơn Phu Tử đó là Nguyễn Huệ phóng cho Nguyễn Thiếp. Mà nhớ rằng ở trong cái nước Việt Nam mình á, là chỉ có 2 phu tử mà thôi,
Tao có một phu tử mà thôi. Khổng phu tử. Khổng phu tử, La Sơn phu tử và Vân Sơn phu tử là Tràng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Đó. Cho nên khi mà phong lên phu tử rồi đó thì đến lần thứ ba thì Nguyễn Huệ lên ngôi và đem quân ra tới đó thì thấy có một cái hương án của Nguyễn Thiệp để trên đường để đón vua Quang Trung. Thì vua Quang Trung được cùng Ngô Thị Nhậm ghé vào nhà hương án của Nguyễn Thiệp thì hỏi bây giờ thầy nghĩ sao? Quân binh Tàu nó mạnh như vậy, bây giờ tôi đi như thế này, thầy xem coi thử thắng hay bại như thế nào. Thì chính Nguyễn Thiệp đã nói thế này: bây giờ trong nước trống không, thế chúng ta thì không biết mạnh hay là yếu, nhưng tôi cho rằng chỉ trong vòng 10 ngày ngày ra đến đó thì quân Tàu sẽ tan rã. Thì chính vì cái điều mà Nguyễn Thiệp nói như vậy cho nên Quang Trung ra tuyên bố cho quân liền, nghĩa là đến ngày mùng 5, mùng 7 ta sẽ vào Thăng Long ăn Tết. Đó, thì như vậy khi mà thấy Nguyễn Huệ ra quân để đánh xâm lăng thì ông Nguyễn Thiệp đã đứng ra để mà hỗ trợ, bởi vì khi đó là kính phục thực sự. Cho nên sau này khi mà Quang Trung đó là bổ nhầm Nguyễn Thiệp về cái việc giáo dục à, nhưng mà ông ta cũng chỉ làm một thời gian vì ông ta nói thật là trung bình ông có cái bệnh là coi như là tàng tàng đến điên, tức nghĩa là có cái bất thường ở trong tâm trí và trong thể xác từ nhỏ, cho nên nói vào sờ vào trong triều đình thì đôi khi nó trở thành ra một cái người có tội với vua. Cho nên cái Nguyễn Thiệp La Sơn phu tử là trong nước Việt Nam chỉ có hai phu tử, Tàu chỉ có một phu tử là Khổng phu tử. Đó. Cho nên khi mà đoán trước cho thời thế là trong vòng 10 ngày là dẹp tan giặc với khí thế của ngài, tôi không biết là mạnh hay yếu, nhưng mà trong vòng 10 ngày thì giặc sẽ tan. Chắc là quý vị nhớ lại chút trong lúc mà chúng tôi mời giáo sư Nguyễn Châu đến làn sóng này. Tôi có nói một điều là trước đây 20 mấy năm lúc mà giáo sư Châu có đến hợp tác với tờ báo lúc tôi đang làm chủ bút, thì tôi tuyên bố là tôi không viết về văn hóa Việt Nam và sử học Việt Nam và các vấn đề liên quan Việt Nam nữa, bởi vì có thầy đó rồi thì trò cầm bút không nổi. Thì quý vị thấy giáo sư Nguyễn Châu đến bây giờ sau 20 mấy năm sau tôi vẫn ngồi nghe giáo sư nói, vẫn đam mê, vẫn hấp dẫn, vẫn rất là thú vị, thưa quý vị. Chúng tôi tin chắc là quý vị cũng có cái tấm lòng như chúng tôi, bởi vì chúng ta nghe câu chuyện của người xưa, nghe cái chuyện di sản, nghe chuyện lịch sử, và chúng ta cảm thấy có cái bùi ngùi xúc động và học được nhiều cái hùng khí của đất nước, hùng khí của tổ tiên, hùng khí của những anh hùng dân tộc. Chúng ta giống như cái tâm mình mở ra, cái lòng mình mở ra, tại khí thiên nó chạy về, khí thiên nó ùa về, và trong cái dòng nó ùa về mình, cái phễu mở càng rộng như nào thì mình nhận càng nhiều chuyện đó. Cho nên quý vị cũng như chúng tôi không nên hẹp hòi nói chuyện lịch sử, chuyện đã qua. Có khi chúng ta mở tâm lòng, mở cái tâm mình ra, mình đón nhận những cái gió từ lịch sử, gió trí tuệ, gió thánh nhân, gió dũng của người xưa nó chạy tràn ngập ở trong hồn của mình. Trở lại cái câu chuyện, thưa giáo sư Châu, từ lúc nhỏ em học, em không câu hỏi như thế này, là nó hành quân thần tốc. Thần tốc bây giờ thì bằng máy bay, bằng tàu hạm đội, phải không? Bằng phương tiện xe cộ. Nhưng ngày xưa đó, ngày xưa cái hành quân thần tốc mà em vẫn chưa hiểu được đó, là cái hành quân như thế nào, là hành quân thần tốc, di chuyển thế nào, ăn uống thế nào, nghỉ ngơi thế nào, vận chuyển quân trang thế nào, vận chuyển quân dụng thế nào, vận chuyển binh lính như thế nào, bởi vì cả một cái vấn đề logistics. Và hiện nay đó là một cái ngành quân vận, quân cụ, quân nhu. Anh thấy cả một cái nhiều cái binh chủng, cả một hệ thống. Như vậy thì ngày xưa ngài Quang Trung của mình đã áp dụng cái việc mà hành quân thần tốc như thế nào thưa? Tức nghĩa là thế này thì thường thường đó các cái đội quân khác đó thì họ có đi thì họ có một cái đội chở lương thực, chở bằng xe bò hoặc là xe kéo
Rồi ngày xưa thần tốc tức là đi nhanh, ví dụ như là đi một ngày mà ví dụ như được 100 dặm là nhanh. Nhưng mà đến khi mà vô quán trung đi thì nhanh hơn, là bởi vì giữa đường không có dừng lại để nấu cơm, không có dừng lại để mà cho quân đội nghỉ ngơi. Thì ngài đã nghĩ ra các cái nhà mà gọi là tham mưu của cái đội quân Quang Trung, đã nghĩ ra cái cách tiến quân là bằng cách hai người gắn một người và thay phiên nhau, thì người nào thì luôn luôn không luôn luôn đi, không có dừng lại. Thêm một điều nữa, các cái một số cái huyền sử nó tiết lộ là cái người ngồi ở trên cái võng để cho cái hai người kia gánh chạy đó thì không phải là nằm không, mà ở trên đó mỗi một cái đợt trên đó là nấu lương thực, nấu đồ ăn. Và cái chuyện mà lương khô đó, cái bánh chưng mà hiện nay người ta nấu xong người ta ném vào trong cái một cái hồ nước, cái giếng chẳng hạn, cái giếng đó, thì cái đó từ thời Quang Trung đã có rồi. Bởi vì nấu lên rồi đang nóng thì muốn cho chuyện lương đi ngay thì lại quăng xuống để cho mau ngồi, nhưng mà không ngờ khi quăng xuống đó thì cái hơi lạnh đó nó làm cho cái bánh trong đó nó ngon hơn nữa. Cho nên sau này thì từ đó nghe thấy. Thì trên cái vòng đó thì sau này khi tôi có dịp gặp ông nhà thơ Thanh Tịnh, thì trong lúc mà cuộc bàn về sự thì ông Thanh Tịnh ông nói thế này: tôi nghĩ rằng cái chiếc vòng cái thời vua Quang Trung không phải là chiếc vòng làm bằng dây vải, mà là một chiếc thuyền nan dạng cái vòng, và hai đầu có hai cái vòng để gắn. Thì bởi vì có như vậy đó, khi qua sông thì tất cả quân binh bỏ khí giới lên đó để đẩy qua sông, và khi chạy đó, khi hai người cái gắn chạy thì trên đó người thứ ba vẫn là nấu lương thực được và nấu nước, cho nên không tốn thì giờ dừng lại đào bếp để nấu. Thì đó là một cái gọi là cái tổ chức hậu cần để mà tiến quân thần tốc, tất nhiên là đi một ngày 100 dặm đường là cái chuyện rất là nghĩa là sáng tạo, vận dụng rất là dặm. Thì anh nghĩ là cái dặm bây giờ nó khác dặm bây giờ, cái dặm ngày xưa thì chưa đầy một cái số thì phải. Đó, dặm đất á, còn dặm biển thì dài hơn. Đó. À, thì như vậy đó, từ Phú Xuân mà ra đến Hà Hồi thì hình như cả mười mấy ngày thôi. Đó. Cho nên quân Tàu không nghĩ rằng là quân Việt Nam tiến ra từ Phú Xuân tiến ra nhanh như vậy. Đó là thêm cái nữa là quân binh sẵn từng tình, kiểu như chạy tiếp sức đó, thấy quân binh này ra tới là bên kia bắt đầu tiến. Cho nên cứ như vậy mà ào ào, chứ không phải là sắp quân hết cả rồi đi một lượt, mà đánh bất ngờ vào đó, đánh bất ngờ thì cái yếu tố quân sự là đánh bất ngờ vào dịp Tết. Đó. Tất nhiên là cho ăn Tết trước, dừng quân là ăn Tết trước, ăn Tết xong rồi đừng đêm 30 là tấn công. Kinh. Rồi có hứa là ngày mùng 5 sẽ ăn Tết lớn ở thành Thăng Long, giống như cái lời mà Lá Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp đã tiên đoán cho cái cuộc hành quân, là trong vòng 10 ngày là quân Tàu sẽ tan rã. Một cái câu hỏi nữa với giáo sư Châu đó là ở đây đó, đâu là cái vai trò của Tây Sơn và đâu là vai trò của Nguyễn Nhậm? Và Ngô Thế Nhậm. À, của Ngô Thế Nhậm. À, thì Ngô Thế Nhậm tất nhiên là một vị tham mưu và một cái ở nhà quân sự rất là giỏi. À, ông ta đọc binh thư xong xuôi rồi thì là cố vấn cho vua Quang Trung. Nhưng mà những cái tiết lộ thâm cung á, là như thế này: vua Quang Trung ban đêm ngủ không được, thì vua Quang Trung mới xách một cái ấm trà, chế một ấm trà, cầm một cái chén trà, tìm qua cái nhà của Ngô Thế Nhậm để mời thầy uống trà. Thì khi mà hai thầy trò, tức nghĩa là vua với quan, nhưng mà trở thành thầy trò, mà ông vua là tìm qua nhà của cái vị thầy, tức nghĩa là Đình Thần, để mà nói chuyện và bàn bạc về cái kế sách để mà diệt quân. Cho nên trong cái hành động đó của vua Quang Trung thì người ta kể lại đó là luôn luôn học hỏi, luôn luôn tìm hiểu, và vì vậy cho nên gặp được những cái người gọi là trí thức và những cái trí tuệ rất là cao.
cũng có câu chuyện là Vua Quang Trung rất là sự sự rất là hay. Ví dụ như là khi Vua Quang Trung bắt được một vị tướng của Vua Gia Long, thì các cái tướng khác ấy, là đem vào đó hành hạ, định đòi hành hạ. Thì cái Vua Quang Trung nói cho nó ngủ ngay trong trướng của mình với các tướng. Thì các cái tùy tướng của Vua Quang Trung ấy, là không bằng lòng, nhưng mà vì lệnh của chủ tướng cho nên chủ soái cho nên nhỏ nói. Thì hôm đó đó là cái anh tướng của Gia Long ấy, mới nói như thế này: nằm ngủ mơ hôm đó phải chém chết thằng Quang Trung. Thì cái ông tướng đó, ông nghe ông Vua, ông báo cáo cho Vua Quang Trung, nó hằng hằng mơ như vậy đó. Thì Vua Quang Trung hỏi lại, đi nó nói khi tỉnh là khi mơ, thì ông kia là dạ khi mơ, mà khi tỉnh nó lại chẳng làm gì được mình, thì khi mơ nó làm gì được. Đừng có chấp cái chuyện đó. Thì như rượu việc cái tấm lòng mà quý cái người tưởng tài, bởi vì dù dù hàng anh ta không chịu hàng. Thì cuối cùng á, cái sau cái vụ đó là thế này, như một cái giai thoại vậy, là sau cái dù hàng không chịu hàng, cho anh kia nói rằng lấy bây giờ cứ chạy việc tôi đi. Thì qua cuộc điều tra đó thì biết anh ta có vợ, có mẹ già và có một đứa con. Thì Vua Quang Trung truyền là nó không chịu hàng, tức là nó trung với Hoàng Thừa Cảnh được. Bây giờ nó có vợ, vì mẹ già của nó, tha cho nó. Thì ông kia ông nghĩ rằng là nó bày chuyện như vậy, nhưng mà thả ra ngoài nó sẽ giết. Thì Quang Trung đã cho tướng cận thân á, đưa ra từng cái ranh giới để cho người kia yên tâm mà ra đi. Nhưng mà có một câu thôi, không có lần thứ hai nghe. Được như vậy thôi. Quý vị thấy ngày xưa đó, cái đọc lại lịch sử thấy rất là thú vị. Cứ nghĩa là cái người tướng ông vua đó chỉ là một atman thôi. Một atman nó có chưa hoàn thiện. Một atman nó là một tiểu ngã, nó chưa hoàn thiện. Nhưng mà cái quan trọng, cái nhà vua hay vị tướng đó biến mình trở thành một một brahman, một đại ngã, có bổ sung nơi mình thêm những cái phần mà mình thiếu, cho bằng chính sách cầu hiền. Lưu Bị, Tam Cố Thảo Lư. Lưu Bị kết nghĩa mấy anh em Quan Công và Trương Phi, tạo một cách tự hoàn thiện mình. Ngũ Hổ Đại Tướng Quân ấy, là một cách tự hoàn thiện mình. Để người ta thấy Nguyễn Trãi, rồi vua Lê Lợi cũng là một cách tự hoàn thiện mình. Rồi chúng ta thấy là Quang Trung, ba anh em Quang Trung, Nguyễn Nhạc, Nguyễn Phi cũng cách hoàn thiện mình bằng cách có thầy Ngô Thời Nhậm, bằng cách có La Sơn Phu Tử. Cho chúng ta thấy rằng cái tiểu trí cộng tiểu trí cộng tiểu trí nó là đại trí. Cái tiểu ngã cộng tiểu ngã cộng tiểu ngã thì nó là đại ngã. Cái vấn đề đau đớn nhất của chúng ta đó là bây giờ chúng ta đi ngược lại. Nhiều tổ chức của chúng ta đang đi ngược lại, là bây giờ cứ chặt ra từ một khối lớn ta chặt ra thành khối nhỏ, là bởi vì từ mình đã thấy mình lớn rồi, cho nên không cần đến người khác. Chúng ta đi ngược dòng lại, chúng ta đi ngược dòng lại những cái thành công của cha ông, những thành công của các vị anh hùng trong lịch sử. Cho nên qua câu chuyện của Vua Quang Trung đó, chúng ta có khi phải nghĩ lại cái cách làm của mình. Thay vì chúng ta làm từ các cụ, thì chúng ta bây giờ chúng ta từ một tảng lớn ta chẻ ra những tảng nhỏ và tảng nhỏ nữa. Nó ngược lại với cái điều mà cái bó đũa và chiếc đũa, câu chuyện bó đũa chiếc đũa. Cho nên trong câu chuyện Vua Quang Trung, qua phần trình bày của giáo sư Nguyễn Châu, chúng tôi cũng nghĩ rằng quý vị và chúng tôi cùng suy niệm về lối sống người xưa, cách sống người xưa, và biết đâu nó sẽ có góp phần để xây dựng đất nước Việt Nam và cộng đồng hải ngoại sau này. Trả lời giáo sư. Có còn gì nữa không, giáo sư? Cái này là chúng ta, đây là ôn cổ để tri tân. Nhìn lại diễn tảng lịch sử, nhìn lại cái cách hành xử của Vua Quang Trung, của Trần Hưng Đạo, của Lê Lợi, Nguyễn Trãi, để chúng ta thấy rằng cái tương lai đất nước thì những cái người mà có trách nhiệm hiện tại phải
học hỏi cái lịch sử. Nếu không đó thì khó mà khôi phục cái lịch sử danh tiếng của nòi giống và làm cho đất nước hưng thịnh. Không chúng ta phát sản rồi nữa. Phát sản. Cảm ơn quý vị sự theo dõi quý vị và hôm nay chúng ta cũng khá xúc động nghe bài nói chuyện của giáo sư Châu về vua Quang Trung và di sản Việt. Cảm ơn giáo sư. Cảm ơn anh. Xin kính chào quý khán thính giả và chúng ta cũng dành một cái phút để nghĩ tới cái cuộc chiến thắng Đống Đa và tưởng niệm những cái chiến sĩ đã hy sinh từ trước tới nay trong cuộc chiến đấu giành chủ quyền và bảo vệ tự do là gần nhất. Xin chào quý vị, chào giáo sư.